Hello mọi người, hôm nay Vũ sẽ đưa mọi người đến một cái nơi mà nói chung là nguyên cái tuổi thơ Vũ là ở đây. Đây là thế giới của Disney tại Orlando, Florida. Và dĩ nhiên mình là người Orlando, mình sống ở đây từ lúc 9 tuổi cho tới học đại học ra trường. Cho nên là bây giờ mình sẽ đưa các bạn vô nha. Mình đang ở ngoài cái khu đậu xe của Disney. Mọi người thấy cái khu đậu xe kinh khủng, nó to lắm. Let's go. Bây giờ mình sẽ lên tàu để mình qua bên Magic Kingdom. Thì cái tàu tới đây nè mọi người. Và Disney ở Orlando là cái lớn nhất trên thế giới luôn. Không có một nơi nào gọi là Disney World hết, ngoại trừ ở đây. Tất cả đều là Disneyland. Nguyên cái tuổi thơ của Vũ là ở tại cái công viên Disney này. Tại vì ngày xưa bố mẹ Vũ là làm ở đây, cho nên là khi về đây nhiều cái ký ức nó vui vẻ lắm. Mình có một cái vé là chú bé cầm đờn guitar màu vàng. Còn bạn mình là có Animo. Cá Animo. Đi vô nha. Có một cây Noel rất bự đang đợi. Các anh chàng này đang hát theo kiểu a cappella. Đây là một cách hát rất là điêu luyện và đòi hỏi nhiều sự hòa quyện cũng như là thanh nhạc thật giỏi mới có thể hát được. Đây là cái cách hát mà không cần nhạc cụ nhưng vẫn nghe đầy và dày. Oh,
Đây là cái cây Noel ngay giữa góc phố của Disney Magic Kingdom. Thật là đẹp đúng không các bạn? Tiếp tục chúng ta di xe vào phố Main Street. Đây là đường chính của Magic Kingdom dẫn vào lâu đài của cô bé Orlando. Đây có vẻ là cô phù thủy trong Nàng Tiên Cá thì phải à. À không phải là phù thủy mà chỉ là một người khác của Disney thôi. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm của Disney World đó. Đã có mặt cho nên là họ thay đổi hoàn toàn cái diện mạo của công viên này. 50 năm. Đây là một trò chơi rùng rợn nhất ở Disney luôn. Đã đợi 45 phút. Nói chung là trò chơi này phải đợi rất lâu. Và khi chơi thì tối thui không thấy gì cả. Cho nên thôi, đi nha. Các bạn có nhận ra công chúa nào với công chúa nào không? Hãy comment ở phía dưới. Cái này nó hơi lượn chứ không chứ không cái gì.
nha hiểu không? Cái kia là cái gì? Con nhỏ nói cái này vui quá. Đó. Đấy chưa? Không có đi nữa. Khóc rồi kìa. Rồi, tái hết cả mặt này tại vì cái trò chơi này nó quá kinh khủng đi. Và cái sợ nhất đó là bạn của Vũ kế bên la mà mình cũng điếc lỗ tai luôn. Đó là cái nỗi sợ trên màn nhất. Đáng lẽ sẽ đi chơi trò chơi này nhưng khi biết được nó sẽ ướt hết áo quần, sợ bệnh không hát được, cho nên là đành phải hẹn lần sau. Hát vẫn quan trọng nhất. Sáng giờ là toàn là chơi những trò chơi mà gọi là trò chơi mà ghê rợn không ạ? À? Bây giờ là tới giờ trưa rồi, là phải kiếm cái gì ăn. Thì ở Mỹ nổi tiếng nhất là đùi gà Tây. Đây, mọi người xem con gà ta của mình có bằng một gốc con này không? Chắc nguyên con gà ta mới bằng một cái đùi gà Tây cũng được. Thấy chưa? Làm sao mà ăn cho hết? Thực sự theo kế hoạch là ở đây tới tối để xem pháo bông và xem cái thành phố này lên đèn. Rất đẹp, rất lung linh các bạn ơi. Nhưng mà Vũ cũng quá mệt rồi. Cho nên bây giờ sẽ quyết định về nhà ăn bún riêu, bánh bèo, bánh bột lọc, chả cá, chả giò, phở. Bye bye.